Xin chào cô chú anh chị và các bạn gần xa đang xem kênh của em ngày hôm nay ha. Rồi hôm nay thì em có đến với bãi kiển của chị Hà, địa chỉ ở xã Hưng Khánh Trung A, huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre. Hôm nay vườn của chị Hà ha có lên giao lưu với cô chú anh chị mình một số cây mai ha, tàn thông cô chú anh chị ha, ghép giống cúc thọ hương cẩm thạch nè, cúc thọ hương nè, nhị ngọc tần nè, siêu ông bình lợi nè ha, rồi cúc quý phi, cúc hoàng hậu, nói chung là rất là nhiều giống trong đây cô chú anh chị ha, thanh mai rồi đó. Giá cực kỳ yêu thương luôn. Rất mong cô chú anh chị mình vào xem thấy cây nào giá cả hợp lý thì mình ủng hộ cho vườn của chị Hà nha. Không là mất thời gian đó ha. Em mời cô chú anh chị mình gặp luôn chị Hà để chị Hà chào giới thiệu và giao lưu luôn ha. Em chào chị Hà nha. Rồi chị chào em. Rồi, hôm nay trở lên kênh chị giao lưu một số mai để anh chị em mình mua về cho Tết 2025 ha. Rồi. Này chị vô mã đầu tiên thì mã số 1 nha. Rồi. Rồi mã số 1 là một cái cúc thọ hương cẩm thạch ha. Rồi. Cái này cái tàn dễ thương cô chú anh chị ha. Cúc thọ hương cẩm thạch. Cái này cái cành này cô chú anh chị mình thí dụ như mà vì mình muốn chơi tàn dù ha, mình cắt mình bỏ luôn, mình mượn nhà vườn nó có cây sứa, nhà vườn cắt xong mà trét keo liền xẹo lên cho cô chú anh chị mình, về cô chú anh chị mình để mình chơi tàn dù thôi cho cây nó đẹp ha. Rồi, cái này có đế nè cô chú anh chị. Cây này là hoành được 18 ha. Rồi nốt nụ nè, chiều cao được 1 mét. Rồi cái ngang của cây được 70 ha. Rồi rồi cây này thì em giao lưu 700.000 ha. Rồi 700.000 bao ship ha. Rồi rồi tiếp theo cây mã số, mã số 2. Rồi rồi là một cái cúc thọ hương nha. Rồi cái này cái tàn dễ thương cô chú anh chị ha, hàng già mùa nha, bao nụ tết luôn, lên nụ rồi nè cô chú anh chị ha. Đó, lên nụ tự nhiên nha, mình khỏi cần làm nụ gì hết trơn, khỏi đi phân làm nụ gì hết, nó tự lên nụ luôn. Rồi rồi cây này hoành được 15. Nụ nè đó, thọ hương nè, nụ vậy thôi là em đảm bảo cô chú anh chị mình đã đặt cây thọ hương nha. Rồi cao 90 ha. Rồi rồi tán ngang 75. Rồi cây này em giao lưu 800.000 ha. Rồi 800 ha. Rồi, rồi tiếp theo cây mã số 3. Tiếp theo mã số 3. Mã số 3 một cây nhị ngọc tần. Nhị ngọc tần. Ủa các bạn quay chúng gì đâu dịch dịch cho ta. Rồi, tại cái nó bắp bên nó không đều quá chị. Ngủ nè, lên mỏi mắt lá luôn cô chú anh chị ha. Rồi cây này là hoành được 18. Cái này tàn thông ha. Vì cái này mà nếu như mình để tự nhiên ha, bông nó sẽ to và rất là đẹp ha. Còn dù cô chú anh chị mình muốn tàn nó đều hơn thì cô chú anh chị mình vô dây ha, sửa lại ha cô chú anh chị ha. Nụ quá trời đã luôn. Cái này nụ đúng phê luôn á. Rồi chiều cao được 65 ha. Rồi. Rồi tán ngang được 73. Rồi. Rồi cây này thì em giao luôn cũng 700.000 luôn ha. Rồi 700.000 ha. Đỡ thế luôn. Rồi tiếp theo cây mã số. Mã số 4. Rồi. Rồi cây thọ hương hả chị ha. À, mã số 4 là cây cúc thọ hương. Cái này cái tàn quá đẹp. Tàn đều nha, cái này vô dây cái là cái tàn nhìn đúng phê luôn á. Ghép đều chi đều cành sẵn rồi cô chú anh chị ha. Nè, nụ thì lên mỗi mắt lá rồi cô chú anh chị. Nụ thì cô chú anh chị mình an tâm nụ Tết ha. Rồi cây này là hoành được 20 ha. Rồi hoành 20. Rồi chiều cao của cây được 97 ha. Tán ngang của cây là được 92. Rồi. Rồi cây này thì em giao luôn 1.1 triệu ha. Rồi 1.1 triệu ha. Đổi cây luôn. Rồi tiếp theo cây mã số. Mã số 5. Rồi. Mã số 5 cây nhị ngọc tần ha. Rồi. Cái tàn khá là ok luôn cô chú anh chị ha. Trời ơi nút nụ nó ra thấy mê luôn. Qua trời nụ luôn cô chú anh chị ha. Mỏi mắt lá luôn. Về về luôn cô chú anh chị. Phụ nở ha. Rồi cây này hoành được 20 luôn ha. Rồi. Rồi chiều cao được 74. Tán ngang được 63. Rồi. Rồi cây này thì em giao lưu 650 ha. Rồi 650 ha. Rồi. Đổi cây luôn ha. Rồi tiếp theo cây mã số 6. Mã số 6 là cây cúc thọ hương cẩm thạch nha. Rồi. Rồi cây này nó bị đột biến ha. Đột biến ngược trở lại cô chú anh chị ha. Nó thọ hương cẩm thạch đột biến nè. Đó rồi nó đột biến ngược trở lại thọ hương thường nè cô chú anh chị ha. Đó, trên một cùng một nhánh luôn nè cô chú anh chị ha nè. Đó, nhánh thường. Một bo một à, một nhánh thường, một nhánh cẩm thạch nè. Rồi, không xấu đó ha. Rồi. Củ nở vàng ôm luôn. Rồi, cây này là hoành được 16. À, cẩm thạch ha, nụ nè. Hàng cho tá thoải mái giùm em ha. Rồi, chiều cao được 1 mét ha. Tán ngang được 73. Rồi. Rồi, cái này em giao lưu 550 ha. Rồi, 550 ha. Ừ. Đổi cây luôn. Rồi, tiếp theo cây mã số. Mã 7. Số 7. Ồ, cái tàn. Cũng là cây thọ hương cẩm thạch luôn ha. Thọ hương thường. Ồ, thọ quên, thọ hương thường. Rồi. Nó tàn khủng khiếp cái tàn luôn cô chú anh chị ha. Nốt nụ nè cô chú anh chị ha. Đó. Quá trời quá đất nụ luôn ha. Rồi. Không xấu lắm hả chị? Rồi. Cây này tàn khủng khiếp cái tàn. Rồi, cây này là hoành được 19 ha. Rồi.
Rồi, chiều cao của cây là được 1 mét. Tán ngang của cây là được 99. Rồi. Rồi cây này em giao lưu 1.400.000 nha. Rồi 1.400.000 bao ship hả chị? Dạ. Rồi đã khai luôn ha. Rồi tiếp theo cây mã số 8. Mã số 8. Rồi. Là một cây cúc VIP nha. Cái tàn dễ thương của chú anh chị ha. Cúc VIP ha, bông cực kỳ đẹp luôn nha cô chú anh chị ha. Bông dung trùng luôn. Hot hết một thời dữ lắm nha cô chú anh chị. Nụ nè. Đó. Bông kêu bằng phải nói là khủng khiếp, cái bông rất là đẹp nha cô chú anh chị. Rồi cây này hoành được 15 ha. Rồi. Rồi chiều cao của cây là được 97. Tán ngang của cây là được 78 ha. Rồi, rồi cây này em giao lưu 650 ha. Rồi đợi cây luôn nha. Rồi tiếp theo cây mã số 9. Rồi mã số 9 là một cây thanh mai đọt xanh nha. Đọt đỏ bông xanh nha. Rồi thanh mai đọt đỏ bông xanh. Cái đọt nó như cúc hoa hồng thanh tú vậy cô chú anh chị, lá là nhìn sơ sơ là mình không biết là không biết thanh mai luôn á, nhưng mà cái nụ nhìn khác nha. Nè. Đó. Đọt lên đỏ dễ luôn nha. Đọt nếu mà mới ra nó lên đỏ tươi luôn, rất là giống hoa hồng thanh tú luôn á. Cây này dáng xiên rất là đẹp nè. Ha. Nè, nụ nè. Nụ lên rất là dễ thương luôn nha. Bông xanh mà bông chùm nha cô chú anh chị ha. Chùm từ 6 cho tới 10 bông luôn nha cô chú anh chị ha. Đó. Nè, nụ nè, thấy ghiền chưa? Đúng ghiền luôn á, nụ cực kỳ sáng ha. Rồi cây này hoành được 14. Rồi. Rồi cao là được 77. Rồi. Tán ngang được 74. Rồi. Rồi cây này thì em giao lưu là 650 ha. Rồi, đã cây luôn ha. Rồi. Rồi tiếp theo cây mã số. Mã số 10 là mã số cuối clip em luôn nha. Rồi. Rồi là một cây cúc tây thi nha. Rồi cái tàn quá trời quá đất cái tàn luôn cô chú anh chị ha. Tàn khủng khiếp. Tàn bự nha cô chú anh chị ha. Nút nụ lên khá là ok luôn á. Rồi, thông số luôn ha. Rồi. Rồi cây này là hoành được 14. Rồi. Rồi chiều cao rồi được 1 mét ha. Rồi tán ngang của cây là được 87. Rồi. Rồi cây này thì em giao lưu là 750 ha. Rồi, rồi cây này cũng là cây cuối clip, thì cuối clip em cũng kính mong được sự ủng hộ của quý cô chú bác anh chị em mình gần xa xem hết clip ủng hộ cây giùm em ha. Em cũng xin chân thành cảm ơn nhiều ạ. Rồi cũng thay mặt cho kênh cũng như chị Hà, cảm ơn cô chú anh chị mình đã theo dõi hết clip và ủng hộ nha. Xin chào và hẹn gặp lại quý cô chú anh chị mình ạ.